Hey, biến ý tưởng thành tiền. Tip của ngày hôm nay là tại sao phải gọi vốn. Hải biết được rằng rất nhiều bạn trẻ ở ngoài kia khi làm startup, khi làm khởi nghiệp có thể thiếu vốn để mở rộng quy mô doanh nghiệp. Cũng có những rất nhiều bạn trẻ là đó đủ nguồn lực vốn để có thể phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên thông qua video này thì Hải muốn chia sẻ với các bạn lý do tại sao phải gọi vốn. Lý do đầu tiên đó là chúng ta huy động được nguồn lực tài chính để giúp cho doanh nghiệp mở rộng scale nó lớn ra. Lý do thứ hai ở đây là mình mở khóa được giá trị doanh nghiệp, có nghĩa là làm cho doanh nghiệp mình có giá trị lớn hơn. Thông qua việc gọi vốn thì mình định giá là giá trị doanh nghiệp mình ở khoảng A, khoảng B, khoảng C. Nếu được các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tài chính vào thì coi như mình khẳng định được giá trị của doanh nghiệp mình. Nhưng lý do thứ ba có lẽ là thấy rất nhiều các startup, rất nhiều bạn trẻ cần phải đưa cái điều này vào trong chính bản thân mình. Đó chính là việc khi mình đi gọi vốn thì mình sẽ nhận được các lời phản biện từ các nhà đầu tư cá nhân, các quỹ đầu tư. Và chính điều này sẽ giúp cho mình hoàn thiện mô hình kinh doanh của mình, hoàn thiện dự án của mình, để khi mình đưa ra ngoài thực tế thì mình tránh bị sai sót, tránh gặp phải những sai lầm mà đã được phản biện, đã được trao đổi, được thảo luận trước đó rất nhiều thông qua việc gặp gỡ các nhà đầu tư cá nhân hay gặp gỡ các quỹ đầu tư. Thì đây là ba cái lý do mà Hải muốn các bạn để liên tục phải gọi vốn để phát triển doanh nghiệp của mình. Và cũng có một cái lý do tiếp theo nữa mà Hải nghĩ là những người làm unit lớn cần quan tâm, đó là mình cần phải có ý thức rằng mình có thể đưa doanh nghiệp của mình lên IPO, đi lên sàn chứng khoán. Để làm sao ạ? Để giúp cho các nhà đầu tư có cơ hội thoái vốn khỏi doanh nghiệp của mình. Nếu mình đã xác định là một lộ trình gọi vốn vào thì cần phải xác định lộ trình thoái vốn ra. Thì đây là bốn cái luận điểm mà Hải nghĩ rằng chúng ta cần nên phát triển doanh nghiệp của mình theo hướng kêu gọi đầu tư. Hãy follow kênh Biến Ý Tưởng Thành Tiền để nhận được nhiều case study, nhiều bài học thực tế và đặc biệt là nhiều kiến thức quan trọng trong việc gọi vốn, huy động vốn thành công giúp cho bạn mở rộng doanh nghiệp của mình. Và cùng hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.